Cái khu vực này là mình đứng ở trên cầu Bắc Luân, mình quay xuống cái đường đại lộ của Trung Quốc nhé, cầu Bắc Luân. Chúng ta thấy cả hàng rào dây thép gai ở trên cầu Bắc Luân. Đường phố rất là đông đúc. Bên đây là phía khách du lịch, họ đi ở cái phía cửa khẩu của bên Đông Hưng Trung Quốc. Thế này, đeo ba lô có nhìn ông có khổ không? Cái đây là cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc, rất nhiều khách du lịch đi tham quan. Bên phía bên đây họ có một cái cột mốc rất là đẹp, 1369. Cột mốc 1369 giữa biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Dưới đây là một cái đường phố của Trung Quốc này. Mình không biết là đường phố gì đây mọi người. Chủ nhật hôm nay đi rất là đông vui. Phía trước mặt chúng ta là cửa khẩu quốc tế Móng Cái bên phía Việt Nam. Mình vị trí mình đứng là đang đứng ở phía Trung Quốc quay sang phía Việt Nam. Nay là một ngày rất là nắng ráo đẹp trời. Phía trước mặt chúng ta là tòa nhà Ramada Plaza, một cái tòa nhà khách sạn 5 sao rất là nổi tiếng ngay sát thành phố Đông Hưng Trung Quốc, giữa là dòng sông Bắc Luân. Bên tay phải là phía Việt Nam, chúng ta thấy còn rất nhiều cây xanh. Bên tay trái là của Trung Quốc. Bên Trung Quốc họ là nước lớn, kinh tế họ phát triển mạnh, họ xây dựng rất là nhiều nhà cao tầng. Phía trước mặt chúng ta là cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc. Ngay sau mấy hôm mưa thì mình lại rỗi mình sang Trung Quốc lang thang dạo chơi tí, xem không khí bên phía cửa khẩu Đông Hưng này như thế nào. Sau mấy hôm rất là mưa cho nên hôm nay trời nắng. Nay khách khứa du lịch đi lại cũng rất là nhiều. Đây là cái khu vực khách sạn Ramada Plaza. Mình lại vào cái khu vực nhà anh Tân người Hoa về nước năm 1979 này. Chỗ anh Tân để thuê xe nhé. Khu vực này rất nhiều cái địa điểm để chuyển phát nhanh hàng từ Trung Quốc về Việt Nam và Việt Nam sang Trung Quốc.
rồi nhưng mà khá lâu rồi cũng mưa cho nên là mình cũng từ khá lâu không sang bên Trung Quốc. Vì điều kiện thời tiết mưa cho nên hôm nay cũng nắng nắng thì mình sang review lại cái khung cảnh cửa khẩu trong những ngày nắng này cho mọi người xem. Đây là dưới cái chân khách sạn Ramada Plaza. Xe Trung Quốc và xe điện rất là đẹp. Không biết là hãng gì rất đẹp. Trước mặt chúng ta là hàng rào kính ở bên phía thành phố Đông Hưng của Trung Quốc. Bên phía Đông Hưng này có một cái đoạn bằng hàng rào kính cỡ khoảng 1-2 cây số để cho mọi người ngắm hàng rào kính sang bên Trung Quốc. Nay vào ngày chủ nhật như thế khách du lịch đi cũng nhiều. Đây rất nhiều người Việt Nam bán thuốc lá ở ngay vỉa hè nhé. Đây, trước mặt chúng ta là một số chị em người Việt Nam bán thuốc lá ở vỉa hè. Số này biết nói cả hai thứ tiếng, tiếng Việt lẫn tiếng Trung. Đoạn đường này hình như đoạn đường gọi là đoạn đường ngay sát cửa khẩu Đông Hưng của Trung Quốc. Nay ngày nắng rất là đẹp trời. Khu vực này dưới tán cây râm nên rất nhiều người bán hàng rong dưới khu vực này. Nay chủ nhật cũng rất nhiều người Trung Quốc tụ tập về cái khu phố Việt này để tham quan du lịch. Nay vì không có thời gian xuống cái khu vực Sơn Tâm quay một số chị người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc, mình đi bộ ở bên phía Trung Quốc để quay dạo dạo khung cảnh cho mọi người xem. Phía trước mặt chúng ta nhìn sang là cầu Bắc Luân 1 bên phía Việt Nam. Hàng rào bằng kính. Trước mặt chúng ta là cái khu phố Việt. Nay vào ngày chủ nhật cũng rất là đông đúc.
Đấy có cái xe cảnh sát của Trung Quốc. Đây, cái khu phố Việt Nam này rất là nhộn nhịp nhé. Chợ bán buôn quốc tế vạn chúng. Khá lâu không sang, hôm nay thấy sang khung cảnh rất là nhộn nhịp. Này trời nắng nóng như này, những cái quán bán hàng nước rất là chạy. Bên phía khu phố Việt chúng ta thấy rất là đông đúc, người đi chợ tấp nập. Hiện giờ mình đang ở cái khu vực cầu Bắc Luân 1. Hôm nay chủ nhật này mọi người đi tham quan du lịch cũng rất là đông. Khu vực phía trước mặt là khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Công việc xách hàng giữa hai bên Trung Quốc và Việt Nam vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Hôm nay thời tiết rất là nắng. Giữa cái vạch vôi này là biên giới giữa cầu Bắc Luân. Đây là một số du khách Việt Nam sang Trung Quốc, họ mua rất nhiều hàng hóa về. Xách rất là nhiều hàng hóa về. Đi đâu đông, du lịch đông rồi phải chờ đợi. Thời gian vừa rồi mưa nhiều quá cho nên mình không đi Trung Quốc được. Hôm nay
trời nắng mình lại dỗi mình sang quay cái không khí ở phía cầu Bắc Luân của Trung Quốc ở Việt Nam cho mọi người xem. Phía dưới kia là đường phố của Trung Quốc nhé. Đấy, hàng rào bằng kính này, chúng ta nhìn thấy hàng rào bằng kính này. Hàng rào bằng kính. Đường phố Trung Quốc rất là đông đúc. Phía bên đây là cửa khẩu quốc tế Đông Hưng. Rất nhiều du khách Việt Nam đi tham quan bên Trung Quốc đã về. Phía trước mặt chúng ta là cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc. Đây, du khách Việt Nam sang thăm Trung Quốc đi về, cũng như là những người dân hai bên biên giới giao lưu giữa hai nước đi về qua cái cây cầu Bắc Luân này. Cây cầu Bắc Luân này rất là nhộn nhịp. Hàng ngày không biết bao nhiêu nghìn lượt người đi qua đi lại, xách hàng, du lịch, rồi buôn bán giao thương du lịch giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Du khách đi rất là nhiều. Đây là mình đang đứng quay về phía cửa khẩu quốc tế Đông Hưng. Cái khu vực trước mặt chúng ta là khu phố Việt. Rất nhiều người Việt Nam bán vòng với lại bán thuốc lá bên này. Khu vực này bán rất nhiều hạt điều và dừa. Rất nhiều du khách mua hạt điều của Việt Nam.
Khu phố này người ta gọi là khu phố Việt nhé, mệnh danh là khu phố Việt rồi. Bán rất nhiều trứng vịt lộn và hạt điều và sầu riêng của Việt Nam. Bây giờ trời đã về chiều, râm mát, mọi người vẫn tiếp tục đi dạo ở cái khu phố Việt này. Chúng tôi có những cái xe bán hàng lưu động cũng rất là hay. Cảnh sát đi làm công việc trật tự đường phố. Sau mấy ngày mưa thì hôm nay mình trời nắng thì mình sang bên Trung Quốc đi bộ dạo chơi tí, mình quay review cho mọi người xem. Đi tàu sang bên tôm, tôm mới rồi. Vì thời gian có hạn cho nên mình cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.